Sau đây Minh Dương hát một bài theo lời yêu cầu. Giọng cổ dẫn tác giả Đăng Minh. Bài giọng cổ được mang tên Chí Phèo Ngẫu Hứng. Tiếng thân thật giả thú em đưa ta trở lại chi
sâu thẳm tâm hồn nó thấu nét đẹp lộng lẫy nhất trần ai. Bỗng dưng ta thấy yêu đương, thấy thèm được sống bên nàng trăm năm. Đôi ta là ngọc nữ tiên đồng, bị trời đài xuống phàm trần vì là người hay chỉ trong mộng mơ. Đêm tình nàng về bán ngày biết mơ, để ta mong chờ mà thương nhớ vẫn dương. Ôi không chính thật là nàng, danh nước từ ở nơi chiền sông vẫn hay thương ta qua nhà nhìn lưng nàng thấy như là niềm môi son dáng liệu má đào nở cười bưng chén cháo hành thơm ngon cho anh hương vị ngọt ngào thắm tình vợ tháo chăm lo cho chồng hiền chuyện tình đẹp nhất trần gian.